Bây giờ mình sẽ giải đề số 19 nhé. Cái gì là cái mà giống với cái nội dung của đoạn văn này? Mù tu là tất cả, hay múc anh chiếc trang mạnh cho nên băng bóp là cái cách để làm và tạo ra một cái bầu không khí, tạo ra cái nơi làm việc hạnh phúc. Ở đọc chia sứ là không có khó. Chiếc trang nghe thì đó cảm ơn. Nếu đi vào trong nơi làm việc, chiếc trang có trang là nơi làm việc, tư đọc ta là đi vào. Và nên là nếu ha. Sang sana thường như cái món cho anh sang thì ta. Trước tiên thì bạn phải in xa là chào những cái đồng nghiệp hoặc là những người cấp trên. Khi cô và quýt salam qua những người lớn, Adek salam này kê mũ tu chung tay man rơi xe ông hoàng mình ta. Và phải sử dụng những cái lời nói kính ngữ với những cái người cấp trên và người cấp dưới. Thành ma rơi thường nên xa mê kì vui nên nạ bù kê hay xuyên xin mình ta. Bạn có thể làm cho người khác cảm thấy tâm trạng không có vui, xấu đi khi mà nghe, khi mà những người đó họ nghe được cái lời nói cộc lốc trống không. Hơn nữa thả đinh xa la mê kê khinh dô đi đô ya ghi ha chi mập xa, và đừng có nói là những cái lời lớn tiếng với những người khác. Phán nghe ca tê tà là gây làm phiền phức. Khi gọi nói với người khác thì cư tay in xa này là thì lúc đó chào hỏi thì không đúng ha. Khi đi vào nơi làm việc thì chào hỏi luôn, chào hỏi ngay trước tiên là việc chào hỏi đồng nghiệp với lại cấp trên luôn. Aresarameke phanmarisayamedo tin thì là nè, cả người lớn và người nhỏ hơn thì cũng tất cả đều dùng sử dụng chung tay man ha. Chỗ này ban man chung tay man chứ không phải là ban man. Salam. Không đúng, cả hai đều phải dùng máy. Chắc cấp trang Sikro do vì giữ làm việc ồn ào nên là phải nói Kung Suriro là gì? Phải nói lớn tiếng. Vì giữ làm việc ồn ào nên phải nói lớn tiếng. Thả rin salam y ra nên tê à nghe ra thầy do ảnh tên này tạo. Vì giữ làm việc ồn ào nên phải nói lớn tiếng. Vì sự làm việc ồn ào nên phải nói lớn tiếng. Đừng có nói lớn tiếng này, con này sai luôn. Không được gây trở ngại khi người khác đang làm việc. Chọn câu 4 ha. Phan hay ra thì do là làm phiền, làm phiền khi nghe không được làm phiền người khác khi người khác đang trong quá trình làm việc, ở nơi làm việc. Câu số 2. Cái gì là cái giống với cái nội dung của đoạn văn sau? Dịnh Huy Ảnh Nê hướng dẫn về cái buổi đến thăm Hồng Sĩ Rê Cốt Qua Nguyễn Vũ Hương Sĩ Kinh Khả Chi Cô Thử Đâu Sĩ Mên Ảnh Tên Mì Tà. Không được mang thức ăn ở bên ngoài cũng như là hoa vào trong, đi vào trong phòng bệnh. Thử Đâu Vũ Sĩ Mên Ảnh Tên Mì Tà là không được mang. Miễn Huy nên đến thăm vui lòng đến thăm vào đúng cái thời gian mà người ta đã chọn hai tài là quy định, người ta đã chọn là quy định. Và miền Huy Sika là thời gian đến thăm 12 giờ 14 giờ là đến 6 giờ đến 20 giờ. Hoan chay ảnh trong vì he miền Huy Sika là thời gian miền Huy là thời gian đến thăm dành cho ổn định vì cái sự ổn định của bệnh nhân. Shikan, thời gian đến thăm là gì? Phải phù hợp, thích hợp. Thích hợp, phù hợp. Dưới. Cái này là dưới. 30 phút là 30 phút. Thằng Shire cốt chân thả cho cây suy là bạn có thể mang hoa ở trong vào trong bệnh viện. Câu này sai. Men huy Shikani Kiriyan
Kim Liên, nếu như thời gian đến thăm mà dài thì không có tốt cho bệnh nhân. Có thể cái này chỉ dưới 30 phút. Thường xin đêm, thường quên phạt kêu ứng xích cơ 1 cotutem này tà. Bạn cũng có thể ăn thức ăn ở bên ngoài bệnh viện. Cái này là cấm mang vào, thì có nghĩa là ăn bên ngoài đó. Ủa chân thường quên đây khả nên men thuê. Ru hai su ít xưng này tà. Nếu đến vào buổi sáng thì con đến thăm được thì không đúng, hôm nay là từ 12 giờ đến lại gì 20 giờ là buổi chiều, buổi tối chứ không phải buổi sáng ha, gọi hai cái đó. Nếu như thời gian mà đến thăm dài thì không tốt cho bệnh nhân. Bạn cũng có thể ăn thức ăn ở bên ngoài bệnh viện. Không có nói ăn thức ăn ở bên ngoài bệnh viện nhé. Mình sẽ lựa chọn cái đáp án số 2 là gì? Và nếu như thời gian mà đến thăm bệnh viện mà đến thăm mà dài, kim tài là dài á, thì hoan sa ca trực xen người ta không tốt cho bệnh nhân. Tại vì người ta nói là gì? Để cho bệnh nhân ổn định, hoan sa ổn định thì thời gian thích hợp đến thăm đó là 30 phút, dưới 30 phút ha. Câu tiếp theo bài số 3. Khi sai ý đi mà nhiều nhớ. Nếu như công việc ở công ty nhiều, giá kinh doanh này cho rồi làm gì? Làm tăng ca. Giá canh số 8 là trợ cấp tăng ca. Trợ cấp tăng ca. Rồi chấm 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 cái gì đó. Cứ đây sao? Vì thế nên meta là mỗi tháng. Meta là mỗi tháng. Phản ứng của lúc đó cứ mấy cái chủ công sức ta đâm này là. Và nó sẽ có một chút cái sự khác biệt về số tiền lương. Tiền lương mà bạn đang nhận. Phương mét là số tiền nên ca hàm người ta là có nên trả hay không, phạt tư ca hàm người ta là nhận hay không, nên kỳ tu hàm người ta là có nên trả, có khi trả, và kỳ tu hàm người ta là có khi trả. Xem nào, khi xây đi mà thương nhân, nếu như công việc ở công ty nhiều thì phải làm ca đêm, nên là gì, bạn có khi cũng có thể được nhận, tại để làm ca đêm thì nhận tiền trợ cấp chứ không có trả ha, thì gì cũng có khi được nhận trả tiền trợ cấp. Còn cái bạc tương ca hai người ta này nè, cái cấu trúc này á, động từ cộng với ưu riêng khả ha tặng thì có ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của nó là cái gì, là có nên làm cái chuyện gì đó hay không. Ví dụ như là hôm nay tôi có nên ăn kim chi hay không ta, kim chi là một cái ca hiệu nó kiểu ý nghĩa như vậy ha. Rồi tiếp theo câu số 4. Hàn Quốc kia chẳng ra chỉ phương minh. Những cái sản phẩm điện tử của Hàn Quốc do Ronara ở xó in kia bản sự người ta thì được yêu thích ở rất là nhiều nước, yêu thích ở nhiều nước. Cứ đề xó về quốc kỳ xó tốt. Hàn Quốc kỳ xó sinh sản trên television quá. Và yêu con những trang cô được dịp kê bùi suy sự người ta. Vì thế nên bạn có thể dễ dàng nhìn thấy tủ lạnh, máy điều hòa cũng như là gì với TV mà được sản xuất ở Hàn Quốc hoặc là gì ở nước ngoài. Dù chưa nguyên dạo này Hàn Quốc hóa sang phương mình à, dạo này thì gì mỹ phẩm ở Hàn Quốc hoặc là uy đi rưa chẳng lên quế của kinh đô mà na chắc xin ta cũng có thể tìm được những cái người nước ngoài và có thể tìm được gì y phục Hàn Quốc thử đau mà qua nổ rê e thể hàn hoàn sinh mình nộp phát chất kịp tên môn này ta vì có thể là có nhiều sự quan tâm nhiều hơn về những cái bài hát cũng như là gì bộ phim truyền hình của Hàn Quốc. Suzu Fun là gì? Hàng xuất khẩu. Suzu Fun là hàng nhập khẩu. Sản phẩm điện tử. Sản phẩm văn hóa. Hàn Quốc có rất là nhiều sản phẩm nổi tiếng, sản phẩm điện tử của Hàn Quốc có rất là nhiều sản phẩm nổi tiếng như tủ lạnh này là hàng xuất khẩu ha. Sản phẩm này của Hàn Quốc là hàng xuất khẩu, tại vì kể cả phim truyền hình cũng như cả
những cái trang phục mỹ phẩm rồi là những cái hàng của Hàn Quốc, là hàng sản phẩm xuất khẩu đi sang các nước khác á, tủ lạnh, tivi cũng như là gì, cái gì mà câu số 5. À, cái lý do mà đã viết cái đoạn văn này là cái gì? Soro mà su phù nhờ, soro là lẫn nhau, mà su là kiểu giống như là tiếp xúc và nhìn trực diện lẫn với nhau đúng không ha. Mạnh từ đó un xa đăng ấn dì che hâm ghê hành cô sinh thả ra phù nhờ, cùng nhìn về một cái hướng cùng nhau, bây giờ là gì, tạo nên một cái tình yêu mà được tạo nên từ gì, có nghĩa là soro mà su phù nhờ là đơn gặp trực diện tiếp xúc với nhau gì đó. Rồi sau đó nhìn về cùng một hướng, từ lúc đó, từ lúc này thì bây giờ sẽ cùng nhìn về một hướng về tình yêu mà đã được tạo nên. Tho khinh, tho khinh, tho khinh là lớn hơn, sẽ đang khiêu cho qua người ta nuôi dưỡng một cái tình yêu thì là lớn hơn nữa. Sở hữu tôi sẽ ra mê khả năng sức khế, giám dốc khi chủ sở so, âm na đưa chúc phúc khế, chủ sinh nhân cảm giác người ta. Xin cảm ơn vì các bạn đã chúc phúc là chúc phúc cho chúng tôi trước cái ngày mà chúng tôi có thể gì tham gia vào cái buổi lễ kết hôn của hai người chúng tôi. Sở hữu tôi sẽ ra mê. Ip si là cái giờ vào ha, giờ vào. Ngày 7 năm ngày 7 tháng 5 năm 2016 vào buổi sáng 11 giờ, địa điểm là ở cái lễ đường Sabu, lễ đường tổ chức hôn lễ, buổi lễ kết hôn Sabu. Rồi, để chúc mừng buổi lễ kết hôn, để mời buổi lễ kết hôn, để đặt trước cái buổi lễ kết hôn và để thông báo sự tham dự buổi lễ kết hôn. Chúc kha là chúc mừng, chúc te là mời, để mời đến buổi lễ kết hôn. Câu số 6. Cái nào là cái mà nó đúng với cái lời giải thích về cái bị đồ sau? Chích trang sáng dây kê, thử đinh khả trang kỳ vun chú mày. Cái lời nói nào mà tốt làm cho cái tâm trạng của những cái người ở trong công ty, mà ở trong công ty ở cấp trên á, nghe được thì cảm thấy là gì, tâm trạng họ tốt. Uri hesai nên ở trong công ty của chúng tôi thì siga ku pilo han người ta thì nhất định phải có bạn bạn A B C, đó là gọi là si ha, là 39% người ta trả lời. Cho nên là tôi si đưa mịt mịt xưng người ta, tôi thì tin bạn bạn nào đó 22%. Si chan nghiệp tôi này vì khen bạn AB gì đó là gì, họ rất là xinh đẹp và Shiga hăng sẵn với Simi ý ra là gì ạ, à ý ra ta ý ra người ta là gì, à bạn Si gì đó và luôn luôn làm việc chăm chỉ. Xuống dưới xem nè, với Simi Iran Tanemaru khả trang cho người ta, người ta thích nhất đó là câu nói mà làm việc chăm chỉ nhất. Thì coi nào, với Simi này 18% không phải là thích nhất ha, sai, bỏ đi nè. Mittanin Malbota, so với cái lời nói tin tưởng thì về mô ế thể anh xin cha nến tho chú người ta, so với cái lời nói tin tưởng thì người ta thích cái việc mà khen ngợi cái ngoại hình hơn. Ngoại hình về mô nghiệp tôi đã lời nói tin tưởng thì ngoại hình hơn. Đây lời nói tin tưởng nè, 22, ngoại hình là 21, vậy có nghĩa là gì, so với lời nói tin tưởng thì con này cũng sai luôn, sai sai. Tha đinh sa rami mình ta nơ mình ta mình nâng ta cô mà ra tê nên, cái câu trả lời khi người ta nói rằng là người ta tin người khác thì tu bon che đô mạng xin người ta nhiều đứng vị trí thứ hai, tin người khác nhiều đứng vị trí thứ hai, đúng rồi ha. Mita là đứng vị trí thứ hai, tu bon xe đô. Cái câu nói mà người khác cần công ty thì vượt hơn một nửa, xoay bang là hơn một nửa. Cái câu trả lời là tốt, hơn một nửa câu trả lời là tốt. Thank you.
hơn một nữa câu trả lời là tốt. Không có hơn hả? Là ít hơn. Tiếp theo. Câu số 7. Dính hiu te vào kỳ nghỉ cô hang ghé. Một mô mô hành để tả làm cái gì đó. Thường thì mình có cấu trúc là ưu minh thì là gì, ưu minh tê tà hay là gì đó ha. Thế nên cái chỗ này là ha tà thì hai câu rê này được loại đi. Tô ra ca tà là trở về. Cũng lại đi rồi về. Về lại. Dính hiu te của hang ghé. Momohamnida. 그런데 벌써 기차표가 매진돼서 버스를 타고 가야 합니다. Vì thế nhưng mà vé xe lửa mới đó mà đã bán hết rồi.매진돼서 vì đã bán hết rồi, 버스를 타고 tôi phải đi xe buýt rồi, 가야 합니다. 매진돼다 là người ta 팔리다 là bán được hết, à, được bán hết rồi. Vậy chỗ này có ý nghĩa gì? Toraota trở về. Toraota là trở về. Tanota là đi rồi về ha. Tôi định đi về quê rồi, tôi lại lên lại á, là dùng nước Tanota. Câu số 8. 작업은 하다가 손은 조금 다쳤습니다. 작업은 하다가 là tôi đang làm việc thì. 손 là cái tay, 조금 là gì? Một chút. 다치다 là bị thương. Tôi đang làm việc. Tôi đang làm việc thì gì? Tôi đã bị thương ở tay một chút. Kureto dẫu vậy thì. Dẫu vậy thì. Bohom là gì? Sức khỏe. Momomok. Hyeongwonbi. Hyeongwonbi là gì? Viện phí. Viện phí. Chiwon và Tatsunita là đã nhận viện phí. Chiwon hata là chi viện hỗ trợ. Chesun hata là nộp trình đơn văn bản. Kuhome. Kuhome. Ca ít ha tạ, bố hôm đi tư tạ là tham gia bảo hiểm hoặc là tham gia vào bảo hiểm. Sát góp bên ha tạ ca khi đang làm việc xô nên chú cung ta chắc xin đã. Đang làm việc thì tôi đã bị thương ở tay một chút. Cứ đây sao bố hôm đi. Bố hôm đi. Chê chú tư o hình nền đề. Sao sao? Tôi đã nộp lên bảo hiểm vì dẫu vậy, nhưng mà dẫu vậy nên là cứ đi thôi, dẫu vậy nên tôi đã nộp nên là lên bảo hiểm nên là đã được, à thì tôi đang được, tôi đang bắt đầu vì tôi đang được tham gia vào bảo hiểm nên tôi đã nhận được, à, đã nhận được cái trợ cấp tiền viện phí. Siwon hata là hỗ trợ, Chisura hata là nộp trình văn bản, Abuamika ip hata là tham gia bảo hiểm, vua mi tư tài là tham gia bảo hiểm, luôn hai từ về bằng nghĩa. Mình chọn câu này ha, cái tiếp theo xong. Câu số 9. À, cái nào là cái đúng của cái lời giải thích về cái túi thuốc sau? Nghe bút giác là thuốc hoa kia. Kia. Iri Samhe Inbun là Inbun là Nhật Bản, Samhe là 3 lần, In là 1 ngày. Sisa Sam Sikun là gì? Sau khi ăn 30 phút, John Hu là bút dông là uống. Mui Rác Kinh Sẩn Nan, Man bút dông thì cần uống vào cái ngày trước. Trước là gì? Mui Rác là thuốc nước. Thuốc nước. À, thuốc nước. Ngày 19 tháng 2 năm 2016. Sáng mi giáp cúc Imino. Sami Tông An Mọc Sư Mì Tà uống trong vòng 3 ngày. Sam Y Tông An là uống trong vòng 3 ngày. Là gì? Mui Yak Kinh Ho Bu In Mọc Sư Mì Tà uống trong vòng 3 ngày. Xem nào. Uống còn 12 ngày ha. 3 ngày là không có rồi. Bỏ. Mui Yak Kinh Ho Bu In Mọc Sư Mì Tà. Hôm nay không biết Ho Bu In Mọc Sư Mì Tà uống ngày đầu tiên. Những ngày đầu tiên để xem con này nào. Xích xa cho nên giặt cơn mọc xin người ta. Trước khi uống thuốc thì à gì? Trước khi dùng bữa, trước khi ăn thì phải uống thuốc. Trước khi ăn thì phải uống thuốc. Trước khi ăn. Xăm xích quân tròn. Xích xa xăm xích quân tròn. Trước khi uống bút hu và bút dung. Uống và trước sau khi ăn 30 phút. Rồi, tôi thấy đánh nè. Đánh là uống thế nào?
Haruhi thủ vân xích già cơ mà xin ta một ngày uống hai lần, ngày uống ba lần là câu này sai nè, mà thuốc này uống hai ngày là không đúng nè. Chỉ còn có hai câu này nhưng mà Obu về nước, Obu Obu in Obu giác, Obu in. Câu 2 hoặc câu 3. Mình chọn câu 3 trước nha. Mình xem tự xí để tra thử cái câu này xem nó thế nào nhé. Tại vì mình không đoán được nghĩa của từ này, mình đang làm quay, nếu mà ra ngoài tra từ điển là nó bị mất mất cái video luôn, nên là không thể ra ngoài tra được. Rồi. Câu số 10. Cái nào là cái mà đúng với cái lời giải thích về các bạn hướng dẫn sau? Hãy tìm cái người mà đang sẽ làm việc cùng với ở cái hiệu sách của thầy cô. Thời gian làm việc buổi chiều 1-5 giờ, thứ bảy buổi sáng 10 giờ, buổi chiều 3 giờ. Xong sim dây công là cung cấp buổi trưa, siêu cấp là cung cấp theo giờ là 5.000 won, nơi liên lạc. Rồi gì sau khi liên lạc được điện thoại thì ban môn hay giờ thì hãy đến thăm. Xong sim minh xa một cây ăn người ta là gì? Mua thức ăn trưa rồi gì? Ăn. Im cung minh haruê dục cho nên nên người ta. Tiền công là một ngày là 6.000 won. 6.000 won, câu này sai này. Bữa ăn trưa là cung cấp bữa ăn trưa này được chưa? Cũng sai, mua là cũng sai luôn này. Cái này sai rồi này. Sai là dựa trên hai dữ liệu này. Sumare kinh mô đô hàn xe ta. Vào cuối tuần thì người ta không làm việc. Cuối tuần đâu? Đây, thứ bảy là buổi sáng 10 giờ, buổi chiều 3 giờ là có làm việc nha. Sai luôn, chưa ra con này. Gọi điện là gì? Đến thăm gọi điện này giờ thần hoa hu ban hôn hay gì là gì thần hoa hào cư ban hôn hai có sự chúc sinh nhật là tốt ha. Chọn câu số 4. Câu số 11. Mai kun hanu de so sunakika ne rosinida. Đang trên bầu trời trong xanh trong lành thì trở nên ưu sáng hay học sơ so, tôi thì không có dù nên dọc con muru thì đó các sinh nhật tôi đã đi vào cái căn nhà bên trong. Itaka là lát nữa, sunshine là từ từ, thật ra khi là đột nhiên, và tukbaru là đi thẳng, đi thẳng. Hai cái hai nơi đây xó, sunaki cái này đó xin đi tạm, cho nên usani học sơ xó, học không đôi rú, từ đó các xin đi tạm, sunaki là cái gì? Thật ra khi là đột nhiên ha, và cái này. Xích phương chẳng cố ý, xin nhu phương minh của quan hành tè. Khi bảo quản những cái thực phẩm ở trong kho thực phẩm thì chóc tăng hành ủng tố rưu duy trì hay à người ta. Thì bạn phải duy trì cái nhiệt độ một cách thích hợp. Ôn tố là nhiệt độ xa dù thường xuyên. Thường xuyên. Xin nhu phương nghi chẳng ai xin xin người ta là có thể. Có thể bị hỏng. Thực phẩm có thể bị hỏng. Chóc ta là phù hợp. Xin khi ta là nếu có. Ta có thể là đổi. Sao dòng hai bài là sử dụng. Cho trang hai bài là gì? Được. Lưu lại. Lưu lại để xem nào. Nếu như có sự phát sinh thường xuyên thay đổi nhiệt độ thì ba câu đổi xem như phát sinh thay đổi luôn. Nếu như đổi nhiệt độ thường xuyên, câu này không phải sẽ phát sinh nha. Nếu như đổi nhiệt độ thường xuyên thì có thể thực phẩm có thể bị hư hỏng. Khi bảo quản thực phẩm ở trong nhà kho của thực phẩm thì phải duy trì cái nhiệt độ thích hợp, nhiệt độ mà thường xuyên. Nếu như đổi nhiệt độ thường xuyên thì thực phẩm có thể siêu phun là thực phẩm có thể bị hỏng. Tiếp tục câu số 13. Ý sa ra mê ý đưa mình nói xin lịch cá. Tên của người này là cái gì? Su điệp chưng là gì? Cái cử nó vào, Viso là thư ký, dòng óc bu là bộ phận doanh nghiệp, chi quy là địa vị, Teri là gì? Teri là trợ lý, song nhân họ tên và gì? Dòng óc, dòng chinh xanh óc là công ty đó ha, y rung là tên nè. Vậy thì gì? Lấy tên, song nhân họ tên nhé, chú ý những cái chỗ này ha. Y minh su. Tiếp câu số 14. Còn khi nào thì có thể đi vào trong viện bảo tàng? Xô là nhỏ, thê là đại, chung là giữa ha. Thì Yongshikan là từ 9 đến 18 giờ. Những cái
người lớn là tối đa 13 đến 12 tuổi, những thanh thiếu niên thì mang là dưới từ 13, mang là 13 tuổi ha, 13 tuổi. Phát công ú chu thần nguyên quan, việc bảo tàng vũ trụ hàng không, người lớn 9.000, thanh thiếu niên 8.000, người nhỏ, trẻ em 7.000. Khi nào thì có thể vào, xong in. Anh nói độ tuổi đúng không? Chị John Won. Không nói người nào, người lớn thì trẻ nào mà chạy vô được. Đây là ba cái đều được vào mà có giá thì mà giá của nó là 7.000 won. Thì cái này là người lớn, thì để em xem, cái này cũng không nói là người lớn. À, hốp si, khi nào vào? Lúc 9 giờ. Giờ xe sai, khi nào đúng không? Ở xe là thời gian, nói giờ thì anh chọn giờ. À, hốp sai là, giờ xe sai là 13 tuổi, cũng 15. À, cái biển bán thì có ý nghĩa gì? Là nơi mua xe, là nơi uống nước, là nơi đi taxi, là nơi hút thuốc lá, nơi đi taxi ha. Cái khoảng cách Kiyosaki này mọi người cắt giùm mình nhé. Rồi, số 16. Cái nào là cái biển báo mà đúng với cái lời giải thích sau? Anzomodosu Shipsio. Mũ đúng không ạ? Mô là mô cha đó, cỡ này ha. Tiếp số 17. Giờ nên giờ Horace One thì là tôi thì thích chim Creation Sitani Simian. Mỗi lần tôi có thời gian thì chim cua hàm ghê trông hay là thỉnh thoảng tôi thích phim thì thỉnh thoảng tôi đi đâu đó đúng không nào. Shikani Sumian gạch cho là dòng hoa là phim thì đi đến cực trang thôi này nè, hiệu sách, nhà hàng, hiệu thuốc như thế nào. Tiếp mẹ chú thu yu mà ta thứ bảy hàng tuần xa tông cha trong vi của du kinh thật của sinh này ta. Tôi thì vào thứ bảy hàng tuần thì tôi đang nhận đà học đào tạo bảo trì xe hơi. Chi cơm cũng cha nghe so ha quyền nên yên qua những công việc mà đang làm ở xưởng bây giờ thì em muốn nghe vì cái gì đó. Nó sẽ cộng động tính từ ở đằng trước là vì cái gì đó nên là ship kia sự sự đó. Ta đưa tài là khác. Thiên tinh tài là vất vả. Thì sức tha tài là giống. Ship kê là dễ dàng, nghe tài là hiểu ha. Phúc chắc tài là phức tạp. Phức tạp. Chọn. À, vì nó giống với công việc mà tôi đang làm ở xưởng nên là gì, à, dễ hiểu, có thể dễ hiểu. Thưa anh, xin anh Hàn Quốc kiểu gì nhân thế ở nên đây anh Tuấn thì đã đến Hàn Quốc được 2 năm rồi, thế nhưng mà sao trang anh xe bom thả của xin ta, tôi đã đổi đến 3 lần sao cho là nơi làm việc. Apuro sau này thưa anh xin đến sao trang anh thả của suộp xin ta, sau này anh Tuấn không thể nào đổi cái nơi làm việc nữa. So là đã, thường thì cái chữ đã này là gì? Cộng với quá khứ lần sau là mini là trước này, làm cái gì đó trước sẵn, nhưng mà cái hành động này là 2 năm trước, nhưng mà anh ta đã đổi 3 lần. Ba cơm là ngay, ca cơm là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng. Rồi chọn đáp án 3 nhé. Thu mà thu là cà chua bột thông sao ơi mà đẹp mà bạc thế vô trong ngân xin gì tặng. Cà chua thì người ta thường trồng cái cây con, giống cây con ở trên cánh đồng ruộng vào cuối tháng 4. Mùa trong nguồn xin ghi cho nè, trước khi trồng giống cây con thì phải thêm đi đô rứ. Mùa mùa mô, đi duy tổng án, kỳ ta đình hú, mùa trong nguồn xin môi ảnh thì người ta sẽ phải trồng giống cây con ngay sau khi khoảng một tuần. Đi đô là phân, bu đô cho là tưới phân, ha, tưới phân. Nếu như bu đô cho so là tưới nước, à, bu đi tưới nước rồi trong một khoảng một tuần ha, chu cô là bà đó, à, chu là đưa cho được chưa nào. Rồi chúc mọi người học tốt nha, cố gắng lên. Những cái từ vựng như vậy mọi người sẽ phải tự ghi lại từng từ, khi mình giải thích đó, thì phải tập trung và ngừng lại rồi ghi, tại vì cũng không có quá nhiều thời gian, và đến thời điểm mà các bạn giải đề thì các bạn phải biết được là mình đang nói những cái từ đó là ở từ nào rồi. Và khi mà trên lớp thì mình sẽ giảng cho các bạn kỹ hơn về cái ngữ pháp nhé.